Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển từ phông chữ Viên Tham sang Tham New Roman mà không bị lỗi phông chữ. Đầu tiên thì các bạn phải cài đặt cho mình bộ gõ Unikey trước nhé. Ở đây thì mình đã có cài đặt sẵn bộ gõ Unikey trong máy rồi. Tiếp theo các bạn mở thư mục có chứa tệp tin mà các bạn muốn chuyển đổi phông chữ. Ở đây mình có hai tệp tin. Tệp tin thứ nhất là với phông chữ VN Time. Tệp tin thứ hai là với phông chữ Time New Roman. Đầu tiên thì mình sẽ chuyển đổi từ tệp tin với tệp tin từ VN Time sang Time New Roman. Đây là tệp tin với phông chữ VN Time, các bạn thấy đấy. Đấy, VN Time. Nếu như chúng ta chỉ chuyển đổi như cách thông thường chúng ta vẫn làm thì nó sẽ bị lỗi phông chữ, các bạn xem nhé. Đấy, nó đã bị lỗi phông chữ và các bạn không thể đọc được. Vậy thì chúng ta sẽ làm như nào? Đầu tiên các bạn chọn cho mình là Ctrl A để chọn tất cả, sau đó các bạn click chuột phải, bạn copy. Sau đó các bạn click vào thanh công cụ nơi hiển thị Unikey. Các bạn click chuột phải. Click chuột phải. Và click vào chỗ công cụ CSS F6. Với ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn click vào chỗ Tool CSS F6. Hoặc các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ cần click vào chỗ CS F6 cho mình, vậy là được. Sau khi click cái này thì nó sẽ hiển thị bảng Unikey Tools Key để chúng ta chuyển đổi phông chữ. Với ngôn ngữ nguồn thì các bạn chọn cho mình là VD Window và ngôn ngữ đích các bạn chọn cho mình là Unicode. Các bạn nhớ nhé, ngôn ngữ nguồn là VNI Windows, ngôn ngữ đích là Unicode. Các bạn nhấn vào chuyển mã, nhấn click OK, các bạn đóng đi. Sau đó các bạn có thể dán lên văn bản gốc, hoặc các bạn có thể dán lên ở một cái file work mới. Ở đây thì mình sẽ dán lên văn bản gốc cho các bạn xem luôn. Trước tiên mình sẽ in đậm cái này lên cho các bạn dễ thấy ha. Bắt đầu mình sẽ dán ở đây. Đấy. Ở đây là phông chữ Viên Tham. Đấy, các bạn thấy đấy. Còn ở đây là phông chữ Tham New Roman. Và các bạn xóa đi cái văn bản gốc đi. Đấy. Đấy. Vậy là chúng ta đã chuyển đổi xong từ VN Time sang Time New Roman. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi từ Time New Roman sang VN Time, cũng làm tương tự. Đấy, các bạn thấy đấy. Đây là phông chữ Time New Roman. Chuyển đổi thông thường thì nó chắc chắn bị lỗi. Đấy. Chúng ta thực hiện tương tự giống như hồi nãy. Đầu tiên các bạn Ctrl A để chọn tất cả. Sau đó các bạn click chuột phải, nhấn vào copy. Các bạn click vào thanh công cụ nơi Unikey. Các bạn click vào chỗ công cụ CSS F6. Nó sẽ hiện lên bảng mã Unikey Tools Kit. Và các bạn với ngôn ngữ nguồn, cái này thì chúng ta sẽ chọn ngược lại ngôn ngữ nguồn. Các bạn chọn cho mình là Unicode. Và ngôn ngữ đích các bạn chọn cho mình là VNI Windows. Các bạn nhớ nhé, ngôn ngữ nguồn là Unicode. Ngôn ngữ đích là VNI Windows. Các bạn nhấn vào chuyển mã. OK, đóng. Các bạn cũng có thể dán lên văn bản gốc như này. Đấy.
Đây là công chữ Tamil Roman. Đấy, đây là phông chữ Vientam, các bạn thấy đấy. Đấy, hoặc các bạn để dán vào một cái file mục mới. Đấy, đây là file mục mới với phông chữ Vientam. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách chuyển đổi phông chữ từ Vientam sang Tamil Roman và ngược lại. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.